Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái phần vẽ tích các chi tiết trong cái động cơ của mình nha. Rồi ok, mình vẽ 2D nè. Sau khi mình vẽ xong 2D mình dựng lên extrude nha các bạn ha. Extrude cho nó, rồi ok, nhập số liệu vô. Chú dạng thành mỏng nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ lưu bài lại nha các bạn ơi. Nhớ lưu chung một thư mục nha các bạn ơi. Lưu chung một thư mục nhé. Sau đó mình sẽ tiến hành mình sketch 2D cho nó nhé. Sketch cái phần này đi. Rồi ok. Rồi đó. Cắt bỏ một phần nhé. Đó, chúng ta sẽ loại bỏ cái phần này đi nha các bạn ha. Rồi ok, cắt bỏ đi. Rồi đó, nên nó sẽ được vẽ 2D tiếp nè. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay và bổ ích, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau khi vẽ xong nó tiến hành, chúng ta sẽ chu cho nó. Chúng ta thấy nó có giống với cái phần đặt cái cần kết nối bạn ha, nó cũng cái này bên dưới nha các bạn, bên dưới đó cái phần mà ráp nó vô đó bạn ha. Rồi đó ok. Sau khi chu xong nó tiến hành, chúng ta sẽ đi fillet nó nha, bo tròn lại nha, fillet nha các bạn. Sau đó tiến hành kết 2D, tạo hai cái lỗ bắt ốc ở đây nhé. Ok, đó chịu khó hay gãi bạn, hai cái lỗ này phải trùng lại cái lỗ cái cành của cái video trước nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu thích kênh của mình hay thì nhớ ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ vào cái file mới, tạo cái phần gọi là cái backlog của nó nha các bạn ha.
gắn vô cái lóc với lại cái phần fit fit tông với lại cái chụp nha các bạn. Rồi ok, cho sketch 2D nhé. Cũng toàn là các lệnh tạo khối cơ bản nha bạn ha. Các bạn sketch 2D là các bạn chua lên nhé. Ok các bạn, chua lên ha. Đó các bạn làm xong một cái rồi các bạn làm tương tự những cái còn lại nha. Cái này nó lót nhiều cái phần khớp nó liên kết lại với nhau các bạn ha. Nhưng mà hạn chế sự mài mòn nha các bạn. Tiếp tục làm tương tự nha các bạn, tạo ra cái chi tiết mới nè. Đó, những cái bộ phận sau là cái bạc lót cũng tương tự như vậy mà các bạn cũng sketch 2D là các bạn nhập số liệu vô cho nó nha các bạn. Rồi đó. Ok ha. Đó cứ làm tương tự như vậy thôi. Do thời gian của mình không có nhiều các bạn ha, mà trong cái phần mình vẽ có cái gì nó sai sót nó không có được đúng, mong các bạn thông cảm giúp mình nhé, mong các bạn rất là nhiều. Đó, cứ tiếp tục sketch 2D rồi chua nó lên nha các bạn. Ok, đâu có gì khó cả đâu. Rồi đó. Những cái này mà muốn biết mốt nó làm cái gì các bạn xem cái video cuối nha. Video lắp kép lại với nhau mà sẽ biết cái tính năng của mấy cái bạc lót này. Rồi ok, hay chúng ta được vẽ cái lỗ ở đây. Được cái lỗ ở đây rồi ok. Rồi, chúng ta quan sát vào sản phẩm nhé. Rồi nha. Các bạn ở đây nhé, các bạn ở những video sau.